Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an ban hành thông tư 32-2023-TT-BCA ngày 1 tháng 8 năm 2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông Cụ thể, theo quy định tại Điều 16, Thông tư 32-2023-TT-BCA ngày 15 tháng 9 năm 2023, Cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp. 1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 2. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành. 3. Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp. 4. Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Việc dừng kiểm soát phương tiện giao thông phải đảm bảo các yêu cầu sau: An toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện giao thông, phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nếu có theo quy định. Khi dừng kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm cảnh sát giao thông, phải bảo đảm yêu cầu quy định tại khoản 2 điều này và yêu cầu sau. Đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng dọc theo chiều đường ở phần đường, làn đường sát lề đường hoặc vỉa hè để hình thành khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm tuyến đường giao thông để triển khai chiều dài đoạn giao chắn cho phù hợp bảo đảm an toàn. Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và quy định của pháp luật khác có liên quan, đủ diện tích để bố trí, lắp đặt các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm soát xử lý vi phạm. Căn cứ tình hình thực tế tại khu vực kiểm soát, chuyên đề kiểm soát có thể bố trí cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều hòa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại